Hungary lo xảy ra thế chiến thứ ba nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine. Tổng thống Zelensky tuyên bố lực lượng Ukraine gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga ở Kharkov. Ukraine hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga bác cáo buộc phóng lên không gian vũ khí có thể bắn rơi vệ tinh. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 22 tháng 5, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cảnh báo nếu phương Tây đưa quân đến Ukraine như một số chính khách châu Âu gợi ý, một cuộc thế chiến mới sẽ nổ ra. Ông Szijjártó nói, một số chính trị gia châu Âu muốn gửi quân đến Ukraine, trong khi các chính trị gia châu Âu khác đang mơ tưởng đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong mọi trường hợp, điều này đồng nghĩa với thế chiến và những người ở gần xung đột vũ trang sẽ phải trả giá cho điều này. Trước đó, ông cũng nhấn mạnh, nếu một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO triển khai quân trên bộ Ukraine, đó sẽ là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, sau đó sẽ là thế chiến 3. Theo ông Szijjártó, Hungary cảm thấy mệt mỏi với những tuyên bố nguy hiểm về cuộc xung đột ở Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu Hungary nhấn mạnh, chúng tôi đã mệt mỏi với những nỗ lực kéo toàn bộ châu Âu và thậm chí toàn bộ thế giới vào cuộc chiến. Chúng tôi mệt mỏi với những tuyên bố về ý tưởng triển khai quân và sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Nhà ngoại giao Hungary giống như đề cập đến những phát ngôn gần đây của một số lãnh đạo châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, về việc không đại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine hay cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích vào lãnh thổ Nga. Ý tưởng đưa quân đến Ukraine đã bị nhiều nước NATO phản đối, lo ngại liên minh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với Nga. Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan, Cộng hòa Séc và nhiều nước châu Âu tuyên bố không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Szijjártó bày tỏ hy vọng rằng tại cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào ngày 6 đến ngày 9 tháng 6, cử tri có thể gửi tín hiệu đến các chính trị gia châu Âu đang nói những điều vô nghĩa. Quan điểm của Hungary là vấn đề xung đột và hòa bình sẽ được giải quyết tại các cuộc bầu cử này và yêu cầu hỗ trợ các đảng chính trị phản đối việc tiếp tục xung đột vũ trang ở Ukraine. Hungary luôn phản đối sự tham gia ngày càng tăng của NATO và Liên minh châu Âu vào xung đột Ukraine, phản đối hỗ trợ Kiev về mặt nhân sự, bao gồm cả việc gửi vũ khí và huấn luyện quân đội Ukraine. Trong bài phát biểu trước người dân Ukraine hôm 21 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng nước này đang gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga ở mặt trận Kharkov và kết quả đó là rõ ràng. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý tình hình tại nhiều mặt trận khác vẫn cực kỳ khó khăn. Ông Zelensky nhấn mạnh, lực lượng của chúng tôi đang loại bỏ quân đội Nga ở tỉnh Kharkov và kết quả đó là rõ ràng. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Phó tỉnh trưởng Kharkov Roman Semenukha cho biết quân đội Nga đang tiếp tục tiến công, đặc biệt là tại Vovchan, điểm nóng nhất ở Kharkov lúc này. Nga đã phát động cuộc tấn công vào Vovchan từ ngày 10 tháng 5 để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố. Tuy nhiên, Ukraine đang kiểm soát khoảng 60% diện tích Vovchan và đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của quân đội Nga. Ông Semenukha nhấn mạnh, đối phương sẽ không dừng lại. Trong khi đó, theo tỉnh trưởng Kharkov Ole Sini Ehubov, chiến tuyến hiện chạy dọc theo con sông cắt ngang thị trấn. Binh sĩ Ukraine đang cố gắng giữ từng ngôi nhà, con phố trong thành phố Vovchan. Còn kế hoạch kiểm soát nhanh chóng khu vực phía bắc tỉnh Kharkov của lực lượng Nga đã thất bại. Tuy nhiên cùng ngày, quan chức phụ trách tỉnh Kharkov do Nga bổ nhiệm, ông Vitaly Ganchev cho biết quân đội Nga hiện kiểm soát khoảng 40% thành phố Vovchan, tiến sâu vào phòng tuyến và hạ gục đối phương nhiều nhất có thể. Vị quan chức Nga nhấn mạnh, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu vực phía bắc thành phố. Tuần trước, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng Nga mới chỉ mở loạt đợt tiến công đầu tiên vào Kharkov và có thể tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mới nhằm tới thành phố Kharkov, thủ phủ của tỉnh cùng tên và đô thị lớn thứ hai Ukraine. Trong bài phát biểu tối 21 tháng 5, ông Zelensky cũng lưu ý tình hình trên các mặt trận Kramatorsk, Kurakhove và Bukhov vẫn vô cùng khó khăn, phức tạp và phần lớn giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra ở những khu vực này. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, tình hình ở mặt trận Bukhov và các mặt trận thuộc tỉnh Donetsk khác, bao gồm Kramatorsk và Kurakhove vẫn cực kỳ phức tạp, hầu hết các cuộc giao tranh vẫn diễn ra ở đó. Các cuộc tấn công dồn dập của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã buộc Kiev phải thực hiện cắt điện luân phiên trên toàn quốc. Theo đó, các cuộc tấn công kéo dài nhiều tuần của Nga đã tàn phá lưới điện Ukraine và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại hoàn toàn.
đã có những cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt điện có thể trở nên trầm trọng hơn nếu Kiev không có biện pháp phòng vệ phù hợp hơn, đặc biệt khi nhu cầu điện tăng đột biến vào cuối mùa hè và mùa đông lạnh giá. Các cuộc không kích của Nga nhắm vào lưới điện Ukraine kể từ tháng 3 giờ đây cũng đã khiến thủ đô Kiev bị mất điện trở lại, điều vốn chưa từng xảy ra kể từ năm đầu tiên của cuộc chiến toàn diện với Nga. Nhiều khu chung cư ở thủ đô Ukraine chìm trong bóng tối khi chính quyền quân sự Kiev cho biết ít nhất 10% người tiêu dùng đã mất điện. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halutchenko đã mô tả viễn cảnh cực kỳ ảm đạm đối với Ukraine. Không có dấu hiệu chấm dứt các cuộc tấn công vào lưới điện và không có cách nào để phòng thủ đầy đủ trước chúng, nên không có biện pháp khắc phục nhanh chóng nào cho tình trạng thiếu điện. Ukraine đang kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để ngăn chặn Nga tiếp tục tấn công nhắm vào hệ thống lưới điện của nước này. Ngày 22 tháng 5, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksandr Litvinenko đã hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa do nước này cung cấp cho Kiev để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga và giúp ngăn chặn cuộc tấn công mới có thể xảy ra sắp tới của Moscow. Theo ông, Oleksandr thừa nhận, cơ hội để Ukraine có thể đạt được bước đột phá trên chiến trường trong năm nay là rất mong manh. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, ông Oleksandr nói, miễn là chúng tôi giữ vững phòng tuyến, miễn là chúng tôi chiến đấu, chúng ta vẫn còn một cơ hội để giành chiến thắng. Trước đó, một tờ báo Mỹ khác là Politico cũng đưa dẫn lời các quan chức quen thuộc với vấn đề này đưa tin. Kiev đang thúc giục chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga, trong bối cảnh lực lượng vũ trang Nga đang tiến quân trong khu vực Kharkov. Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng bước tiến của quân đội Nga ở Kharkov có thể là làn sóng đầu tiên trong một cuộc tấn công rộng hơn, đồng thời nói thêm rằng Ukraine đang thiếu hệ thống phòng không nghiêm trọng và cần thêm binh sĩ để giữ tiền tuyến. Về phần mình, Washington từ lâu không khuyến khích Ukraine tấn công vào trong lãnh thổ của Nga. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm 15 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ, chúng tôi không khuyến khích hay cho phép các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Cuối cùng, Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine những trang thiết bị cần thiết để thành công và để giành chiến thắng. Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công vào lãnh thổ Nga gần như hàng ngày kể từ khi nước này tiến hành cuộc phản công vào đầu tháng 6 năm 2023. Tháng 8 năm ngoái, sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công thất bại bằng máy bay không người lái vào Moscow, Liên Hợp Quốc cho biết họ không muốn chứng kiến bất kỳ mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự nào bị tấn công. Bình luận về các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine trên lãnh thổ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh quân đội Nga luôn trong tình trạng cảnh giác và thực hiện mọi thứ cần thiết. Ngày 22 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, nhà ngoại giao về kiểm soát vũ khí hàng đầu của nước này cho biết, việc Mỹ khẳng định Nga đã phóng một loại vũ khí vào quỹ đạo thấp của trái đất có khả năng tấn công các vệ tinh khác là tên giả. Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh, tôi không nghĩ chúng tôi nên phản ứng trước bất kỳ tin tức giả mạo nào từ Washington. Người Mỹ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, nhưng chính sách của chúng tôi không thay đổi từ điều này. Bên cạnh đó, theo hãng tin Interfax, ông cho biết Moscow luôn phản đối việc triển khai vũ khí tấn công ở quỹ đạo thấp của trái đất. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các hành động của Nga trong không gian tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời lưu ý rằng Nga đã nhiều lần đề xuất lệnh cấm bất kỳ loại vũ khí nào trong không gian và Washington đã bác bỏ đề xuất của họ về vấn đề này. Phía Nga có phát ngôn như trên sau khi Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ ngày 21 tháng 5 cho rằng trong tuần trước, Nga đã phóng một vệ tinh mà giới tình báo Mỹ cho là vũ khí có thể kiểm tra và tấn công các vệ tinh khác. Ngày 16 tháng 5, tên lửa Soyuz của Nga đã được phóng lên tại bãi phóng Vlesetsk cách Moscow khoảng 805 km, đưa lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất ít nhất 9 vệ tinh, trong đó có Cosmos 2576, một loại vệ tinh quan sát quân sự của Nga mà các quan chức Mỹ từ lâu đã lên án là có hành vi liều lĩnh trong không gian. Một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho hay, chúng tôi đã quan sát hoạt động và đánh giá nó có khả năng là một loại vũ khí phản không gian, có thể tấn công các vệ tinh khác trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Nga đã triển khai vũ khí phản không gian mới này vào cùng quỹ đạo với vệ tinh của chính phủ Mỹ. Cosmos 2576 chưa tiếp cận một vệ tinh nào của Mỹ, nhưng những chuyên gia quan sát vệ tinh đó cho rằng vệ tinh Nga đi vào quỹ đạo với vệ tinh USA-314 của Mỹ, phóng lên hồi tháng 4 2021. USA-314 là vệ tinh của Văn phòng Do thám Quốc gia Mỹ, có kích thước cỡ bằng một xe buýt. Theo Reuters, phía Mỹ cho rằng Cosmos
2576 giống với các trường hợp trước đây vào năm 2019 và 2022 khi Mỹ cho rằng Nga triển khai các vệ tinh gần các vệ tinh do thám nhạy cảm của Mỹ.